Hello, xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì là ngày đầu tiên giảm giá ở trong Costco trong tháng 11. Bây giờ mình sẽ đi vô trong Costco để tham khảo cho là trong tháng này các sản phẩm nào giảm giá nha. Let's go. Cái này là áo lạnh hay còn gọi là áo phao đó, cũng đang giảm tới 10 đô luôn. Nó có màu, cái này là màu trắng, nhưng mà trắng hơi ngà ngà, rồi màu hơi xám, màu nâu, có màu đen nữa, rất là nhiều size luôn. Còn cái này là các là đồ đẹp mà mặc trong Giáng sinh á, đồ ngủ á, rất là dễ thương. Đây nó gọi là đồ pajama đó, cũng có rất là nhiều màu để lựa. Là các quần thể thao cũng đang giảm luôn. Cái này là áo dành cho nam nha, và cái này giảm tới 4 đô lận. Áo thun này rất là đẹp nè, tay dài và vải rất là mềm nha, ở trong cũng rất là mềm nè. Nó có màu xám, màu xanh, rồi màu xanh đậm như thế này nè, xanh dương. Trên này đó là mấy cái bộ đồ ngủ cũng đang giảm. Ôi đó là dễ thương nè. Cái này là mặc rất là ấm luôn. Nó có cái màu này, có cái màu này, rồi nó có cái màu này. Đây nữa có màu xanh, rất là dễ thương. Còn đây là các quần dài mặc ấm trong mùa lạnh cũng đang giảm nữa. Cái này là giảm tới 5 đô lận đó nha. Cái một set này là gồm có hai cái quần. Cái này có màu này, rồi bên này cũng có màu xanh nữa. Rồi phía bên này là vớ trong mùa lạnh cũng đang giảm. Một cái lốc này là có 6 đôi nha. Có 3 đôi, 6 chiếc như thế này. Và bên này nữa, đó, nó sẽ như thế này. Màu này là màu xanh, rồi cái bên này thì có màu đen nữa. Phía này thì có bao tay. Bao tay này là nó có hít, tức là nó luôn giữ ấm. Và ở trong này nó hơi sành sành như vậy là nó sẽ giúp cho massage rất là tốt. Và cái này mình có thể là touch screen, tức là mình có thể mình quẹt cái điện thoại được. Và đây, những cái bao tay rất là đẹp. Bây giờ là mình sẽ qua bên khu thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng thì là giảm giá cũng rất là nhiều. Trong tháng này thì là có Bingo Biloba giảm giá nè. Cái này là bộ não nha, và một hộp này là 340 viên. Hạn sử dụng của cái này đó là 2025 tháng 8, rất là lâu luôn. Hôm nay mình sẽ lấy 10 cái. Họ có limit là 15 nên mình lấy 15 luôn, để khách nào có dùng thì là mình sẽ để giá rẻ cho họ. Và đây đó là glucosamine, cái này là dạng nước nha, rất là tốt luôn. Và trong cái này thì là cái thành phần của nó là extra strength nè, và cái hạn sử dụng cũng là mới nhất luôn nha, đó là tháng 12 2023 nha. Đây, cái này là vitamin tổng hợp cho trẻ em, lâu lắm rồi bữa nay mình mới thấy giảm giá. Và ở trong cái này đó là 300 viên nha, dạng kiểu dạng như thế này. Và hạn sử dụng cũng là tháng 9 2023. Cái này là mới nhất trong Costco. Trong tháng này thì là có cái vitamin tổng hợp cho phụ nữ trên 50 tuổi cũng giảm giá luôn. Và cái hộp này đó là 300 viên. Và cái chai này hạn sử dụng đó là tháng 2 2024. Và bên cạnh đó thì là có vitamin tổng hợp dành cho nam trên 50 tuổi cũng đang giảm giá. Và trong hộp này cũng là 300 viên nha. Và tác dụng là bổ tim, bổ mắt, rồi cho hệ thống máu huyết nè, rồi cho não, rồi cho năng lượng, về hệ miễn dịch rất là tốt. Và hạn sử dụng là tháng 3 2024, cũng là mới nhất trong Costco luôn nha. Trong tháng này đó là có cái calcium D3 giảm giá. Cái loại này đó là cái loại mà dạng viên kẹo, giống như là kẹo dẻo vậy đó. Và trong một lốc này là có hai hộp, một hộp đó là một
200 viên nha. Và tổng hai cái này đó là 200 viên, có tác dụng là bổ răng, bổ xương, hỗ trợ rất là tốt. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất trong Costco. Để mình xem cái hạn sử dụng đó là tháng 2 2024 nha. Bên cạnh đó thì là có các vitamin D3. D3 là có tác dụng đó là bổ xương, bổ răng và cho hệ miễn dịch. Và cái hiệu này thì là tương đối là cũng rẻ. Và một hộp này đó là 600 viên. Hạn sử dụng thì là để mình coi đó là tháng 11 2024. Và cách sử dụng đó là một viên trong một ngày kèm theo với bữa ăn. Và trong tháng này thì là nó có cái thuốc này là cho bao tử rất là tốt, để giảm cái lượng axit trong bao tử của mình á. Và cái những ai mà hay bị là nóng rồi là khó tiêu thì là nên sử dụng cái loại này. Và ở trong cái này đó là nó có là hai cái hộp, một hộp là 75 viên và một hộp là 50 viên nha. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất luôn. Để Suga coi cái nào, hạn sử dụng đó là tháng 4 2024, rất là lâu luôn. Đặc biệt trong tháng 11 này thì là có cái Peptor này, cái này là cái thuốc về cho bao tử đó, cũng là trị về các vấn đề đường ruột rồi bao tử hay là tiêu chảy nè. Những ai mà có nhu cầu thì nên sử dụng cái loại này rất là tốt. Và trong cái này một lốc đó là 3 cái chai, và cái này là dạng nước nha. Và cái này là hạn sử dụng đó là tháng 4 2024. Bên cạnh đó thì là nó có cái này cũng là cho bao tử về ở nóng rồi khó tiêu đó, thì là cái loại này thì là nó tinh chất đó là berry flavor, tức là từ những trái berry. Và một cái hộp này đó là 100 viên, và cái viên này đó là dùng để nhai ngậm á, cho nó tan ra. Và cái hạn sử dụng cũng là mới nhất là tháng 5 2025. Bây giờ hôm nay mình thấy có cái này mới, đó là của cái Viking, loại này đó là cho về ngủ ngon á, rất là tốt. Và cái này là nó là từ là những thiên nhiên nên là rất là tốt. Và một cái lốc này đó là 3 hộp nhé. Và hạn sử dụng là tháng 4 2024. Bên cạnh đó thì là có cái thuốc này thì là nó giúp cho cơ thể mình điều hòa, nhất là bộ não rất là tốt. Và cái này là nó cho những ai mà hay bị stress, bị trầm cảm thì là các thành phần vitamin là nó giúp cho não nè, rồi vitamin B là giúp cho não huyết rất là tốt. Và đặc biệt đó là cái này hạn sử dụng cũng là mới nhất là tháng 6 2024. Và trong tháng này đó là nó giảm giá về cái nhân sâm Ấn Độ. Cái loại này thì là rất là tốt, và nó giúp cho cơ thể mình đó là luôn trẻ đẹp và tăng cường hệ thống vitamin. Và cái này là 150 viên nha. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất đó là tháng 8 2024. Hôm nay thì là mình thấy có cái hãng Natural Make này là mới. Và cái này đó là nó giúp cho stress relief, tức là những giúp cho mình là cơ thể mình điều hòa và giảm bớt cái sự căng thẳng á. Và trong cái hộp này đó là 84 viên gummy, tức là dạng kẹo dẻo như thế này. Và một hộp này đó là 84 viên, và vị đó là vị strawberry. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất luôn, đó là để mình coi tháng 1 2024 nha. Nếu mà các cô chú anh chị và các bạn đã xài aspirin rồi thì là nên sử dụng cái loại bây giờ này, nó tương đối là rẻ. Và trong một hộp này đó là 500 viên, rất là nhiều luôn. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất đó là tháng 4 2024. Cái loại này thì là mình thấy bên Việt Nam hay xài nè. Cái loại này đó là cái thuốc cảm thôi, và nó cũng là giảm đau rồi hạ sốt. Và trong một cái lốc này á, là nó tới 2 hộp, và mỗi hộp là 500 viên, tức là cái lốc này tới 1000 viên, xài rất là tốt luôn nè. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất trong Costco để Suga xem, đó là tháng 2 2024. Cái aspirin nó còn có cái loại này nữa. Cái loại này thì là một hộp của nó đó là 400 viên, và nó cũng là giúp là giảm đau cũng rất là tốt. Và trong cái này thì là để mình coi là hạn sử dụng, hạn sử dụng đó là tháng 5 2024, cũng là mới nhất trong Costco luôn nha. Và trong tháng này có cái Kirkland, cái mà acetaminophen, cái hàm lượng này thì là nó là 500 microgram, và một trong hộp này á là có đó là 400 viên, và cái viên của nó là viên con nhộng như thế này. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất đó là tháng 7 2025. Cái loại này thì là
khá tốt và tương đối rẻ, nên là mọi người nên sử dụng cái loại này cũng ok. Trong tháng này thì là có cái bộ tim của cái hãng Nature Made này. Cái hãng này lớn và rất là tốt, và bình thường thì nó cũng rất là mắc, đó là 36 đô 99, mà họ giảm 8 đô lận. Và cái này là giúp cho bộ tim, những người lớn thì nên sử dụng, và một hộp của nó là 140 viên, và hạn sử dụng đó là tháng 11 2024. Và hôm nay cũng có cái dầu cá, cái này là của hãng Kirkland, và cái này là cá thiên nhiên của bên Alaska đó, và hàm lượng đó là 1400 microgram nha, và nó hộp này đó là 230 viên, và viên con nhộng như thế này, và hạn sử dụng cũng là mới nhất luôn, đó là tháng 5 2024 nha. Chai rất là to luôn. Hôm nay thì là cái loại bộ tim cũng đang giảm tới 8 đô lận. Đó là CoQ10. Nó đổ hết rồi. Và cái này là dạng nước, và cái hộp này đó là tương đối là rất là nặng. Và ở trong này đó là mình sẽ dùng được 90 lần nha. Và để Suka xem hạn sử dụng đó là tháng 11 2024, cũng rất là lâu luôn. Và trong tháng này thì là nó có cái nhẹ gừng này đang giảm giá, và một hộp này đó là 90 viên. Nó tốt cho bao tử và cho các da của mình, nó cũng làm đẹp da nữa, rất là tốt. Và trong một hộp này thì là 180 viên nha, dùng 90 ngày, tức là một ngày sẽ sử dụng 2 viên. Và hạn sử dụng đó là tháng 6 2025. Trong tháng này thì nó có cái glucosamine mà cái dạng nước chai như thế này nè. Một cái lốc này là có 32 chai, mà chai nhỏ như thế này nè, rất là tốt luôn. Và trong này thì là có thành phần đó là glucosamine và chondroitin. Bên cạnh đó thì có vitamin D3 và vitamin C nữa. Mọi người có thể tham khảo nhé. Và trong đây thì là nó có cái loại mà Mubri này cũng đang giảm giá, nó cũng là một dạng của glucosamine. Và trong cái hộp này thì là nó có 200 viên nhé. Và hạn sử dụng cũng là mới tháng 2 2025. Và cái này cũng là Mubri, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn cái bên kia một chút xíu. Và cái này nó có là 3 nhân triple action luôn. Và trong cái hộp này là có 75 viên nha. Và hạn sử dụng cũng là mới nhất, đó là tháng 6 2025. Và đặc biệt khách hàng của mình thích dùng đó là cái glucosamine. Cái loại này tương đối là rẻ, và tháng này giảm đó là 3 đô rưỡi. Đây, cái chai này đó là 375 viên, và hạn sử dụng đó là tháng 3 2025, cũng là rất là mới. Và cái chai này rất là nặng, chai này là khoảng 800 gram nha. Trong tháng này thì là nó có calcium D3 zinc C đang giảm giá. Cái này đó là một cái lớp của nó, là nó có 2 chai như thế này, và mỗi chai là nó có 120 viên, và viên của nó là viên dạng gel như thế này, dạng kẹo dẻo. Và hạn sử dụng đó là tháng 1 2024 nha. Trong tháng này thì là nó có cái xi ngậm cũng đang giảm giá, và cái loại này là một hộp là 500 viên, nên là mọi người tranh thủ để inbox Suka để có hàng mới nhất luôn nè. Và cái này hạn sử dụng mới nhất đó là tháng 8 2024, và cái vitamin C là nó giúp cho hệ miễn dịch của mình rất là tốt, nên là quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nên sử dụng. Và cái hộp này 500 viên rất là nhiều. Cách sử dụng đó là một ngày là chỉ có xài một viên thôi. Cách sử dụng đó là một ngày sử dụng 2 viên, và mỗi lần là xài là một viên, tức là mình sẽ uống 2 lần, buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên thôi, và uống kèm với nước nhé. Trong tháng này thì là có cái loại này cũng là hỗ trợ về xương khớp và bổ xương, về hỗ trợ về các khớp xương sụn cũng rất là tốt. Và trong một hộp này đó là 110 viên nha. Và cái hạn sử dụng đó là tháng 6 2025. Và có cái loại mà hỗ trợ cho xương khớp này cũng đang giảm giá. Và cái này đó là cái này là bổ sung đó là calcium vitamin D3 nha. Và trong một hộp này đó là 280 viên, và hạn sử dụng cũng là mới nhất đó là tháng 6 2024 nha. Và ngoài ra thì là nó có cái vitamin D3 nè, vitamin D3 cũng đang giảm giá. D3 xăng này giá bình thường cũng rất là mắc, và nay giảm tới 4 đô lận. Và trong cái hộp này đó là có 400 viên nha.
và cái này hạn sử dụng đó là tháng 3 2025. Cái D3 này cũng đang giảm giá, và cái này là hỗ trợ cho xương, cho răng, rồi cho hệ miễn dịch, và một hộp này là 650 viên, và cái này hạn sử dụng cũng là tháng 5 2025, và một ngày chỉ xài một viên thôi. Bên cạnh đó thì là nó có cái Super B Complete này cũng đang giảm giá luôn. Hộp này đó là 500 viên và hạn sử dụng đó là tháng 11 2024. Cái Super B Complete này của hãng Natural Made cũng đang giảm giá. Cái hãng này thì khá mắc, và hộp này đó là 460 viên, hạn sử dụng đó là tháng 6 2024. Này có cái mà Hair Skin Snail Gummy đang giảm giá, và cái hộp này là 230 viên, và hạn sử dụng là tháng 4 2024. Cái này là nó giúp cho da, cho tóc và cho móng, và những ai xài cái này là tóc giảm rụng nhiều lắm, và có thể là mọc thêm nữa. Và đây, một hộp của nó như thế này. Đây, trong tháng này là cái thuốc bầu đang giảm giá, 20 đô giảm 5 đô, còn 15 đồng 99. Và cái này là giúp cho những ai mà đang chuẩn bị mang thai, hay là những ai mà đã đang có bầu hoặc là sang em bé rồi, thì là cũng nên sử dụng để cho bồi bổ về cái vitamin cho cơ thể của mình á. Và thành phần vitamin của nó thì rất là nhiều, mọi người có thể xem thấy là ở đây là mọi người một cái hàng này là tới là khoảng 20 cái vitamin lận, và hạn sử dụng đó là tháng 7 2024, và trong một hộp này đó là 150 viên. Và cách sử dụng đó là mình sẽ sử dụng một viên trong một ngày nha. Trong tháng này thì là cái collagen viên đang giảm giá. Collagen viên thì là một cái hộp này đó là 390 viên, và hạn sử dụng đó là tháng 9 2024 nha. Ông bà cô chú mà thích kẹo ho của bên Mỹ á, thì là không thể bỏ qua cái này. Cái này đó là kẹo ho của cái hãng mà Ricola này, rất là tốt, và tất cả làm từ thành phần thiên nhiên. Và cái loại này đặc biệt đó là sugar free, tức là không có đường, nên những ai mà ăn kiêng hay là tiểu đường đều dùng được. Và trong này một lốc này đó là nó có hai bọc nha, và mỗi bọc đó là 105 viên. Để mình có hạn sử dụng, hạn sử dụng đó là mùng 2 tháng 5 2025. Hôm nay thì là có cái loại thuốc ho này đang giảm giá, và cái loại này là thuốc nước nha, rất là tốt và giảm ho rất là hiệu quả, đặc biệt là những ai bị cảm cúm, cảm lạnh thì nên xài. Cái hôm mình về Việt Nam là mình quên mang cái này, nên là mình phải tìm mình mua bên Việt Nam đó. Và uống cái này cũng rất là hay, uống cái này chỉ khoảng là một ngày đến ngày hôm sau là hết hẳn luôn. Và đặc biệt là trong một cái lốc này là nó có 3 hộp như thế này. Và để Suka xem hạn sử dụng nha. Hạn sử dụng đó là tháng 6 2024, rất là lâu luôn. Và mùa lạnh sắp đến rồi, nên là mọi người sẽ dễ là bị dị ứng về thời tiết, sổ mũi, nghẹt mũi, thì là ngứa cái mũi, thì là nên sử dụng cái loại này là Retin, đó là tốt. Cái này là cho em bé từ 2 tuổi trở lên nhé. Và trong một lốc này là nó có 2 hộp như thế này, mỗi hộp là 36 viên. Và hạn sử dụng đó là, để Suka xem cái là nó ở đâu nha, hạn sử dụng đó là tháng 3 2024 nha, rất là lâu luôn. Và trong tháng này thì là có Salon Bath đang giảm giá. Cái loại này thì là cái miếng nó hơi to, rất là to luôn, dán được cái lưng nè, rất là bự như thế này. Và cái này là maximum chest, tức là những ai mà, và cái này là maximum chin, tức là những ai mà bị đau nhức nhiều thì là nên xài. Và cái miếng rất là to, một hộp này là 15 miếng nha. Hạn sử dụng đó là tháng 3 2025. Bên cạnh đó thì là có những cái miếng nhỏ như thế này. Cái này thì là một cái hộp này là 140 miếng, và nó sẽ dùng là mỗi miếng dùng được trong vòng 8 giờ, và Made in Japan nha. Và hạn sử dụng đó là tháng 3 2025, rất là lâu luôn. Trong tháng này có cái lăn nách của Hiệu Đồ đang giảm giá nè. Một cái lốc này đó là có 4 cái tip như thế này, và cái loại này thì rất là thơm, và hạn sử dụng cũng là tháng 3 2024 mới nhất nha. Ngoài ra thì là có lăn nách cho nam cũng đang giảm giá. Cái loại này đó là
Dairy, và trong cái này thì là nó sẽ giảm cho cái độ thâm của áo cũng rất là tốt, và nó giữ trong vòng 72 giờ. Và một cái lốc này cũng là có 5 chai nha, 5 cái, và sử dụng là tháng 7 2024. Trong đây thì là có rất là nhiều các loại chocolate khác nhau, M&M nè, rồi cái loại mà milk chocolate, tức là chocolate sữa, rồi cái loại có almond, rồi cái loại mà bọc to 150 cái. Rồi có cái chocolate này cũng đang giảm giá, các cô chú hay thích cái loại này, họ nói là cái loại này để nó không có bị chảy và ăn cũng rất là dễ. Một cái như thế này á thì là nó có, đó là 6 cái nha. Họ sử dụng đó là tháng 6 hạn sử dụng là tháng 7 2023. Và trong tháng này đó là cái nho khô này đang giảm giá này. Cái loại này là rất là tốt, và bên Mỹ gia đình mình cũng đang xài, ăn cái này rất là ngon. Và trong một cái hộp này đó là gồm có 2 bọc, mỗi bọc đó là 2 pound, tổng đó là 4 pound, tức là 1.81 kg. Và để Suka xem hạn sử dụng. Hạn sử dụng đó là 22 tháng 3 2024 nha. Đây, nhìn cái hộp rất là bự và nặng luôn. Trong tháng này có cái bánh như nào, bánh cookie. Cái bánh này đó là bánh dừa, nhưng mà dark chocolate, tức là chocolate đen với dừa, ăn rất là giòn và ngon và thơm. Và một cái bọc này á, nó là 510 gram nha. Và cái này là mới nhất trong Costco, nên là hạn sử dụng cũng là mới nhất. Đó là mùng 18 tháng 5 2023. Cái loại này ăn ngon lắm, mình cũng rất là thích. Và cái đường của nó không có ngọt nhiều nên rất là ngon. Và đây, cái này là bánh waffle Pháp mà có caramel ở trong á, ngon lắm. Cái loại này thì là một cái hộp nó như thế này, và nó nặng đó là 1,260 gram nha. Và trong này là có 40 cái. Cái bánh ở ngoài đó là bánh giòn như thế này, và trong có cái sốt caramel nè, rất là ngon luôn và khá là nặng. Mình cầm trên tay mình thấy cũng rất là nặng. Và quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn mà thích cái quần áo mà có mùi thơm Mỹ thì là không thể bỏ qua cái loại này. Cái này là dễ thơm, rất là thơm, và trong tháng này cũng đang giảm giá luôn. Và một lần họ cho mình mua chỉ được có 2 cái thôi, nên là mỗi lần mà mua nhiều cũng rất là khó. Một cái lốc như thế này á là nó có 2 hộp ở trong, và mỗi hộp nó có 160 cái nha. Tổng đó là 320 sheet, tức là 320 tờ. Và trong cái này thì là mình dùng để mình xả quần áo. Những ai mà không có máy sấy thì là cái nước sau thì là mình cho cái này vô, hoặc là mình cho vô trong cái tủ quần áo cho nó thơm, hoặc là tự mùi trong xe, trong phòng cũng rất là tốt nha. Và đây, nó như thế này. Trong tháng này thì là nó có cái olay này đang giảm giá nha. Và một lốc này đó là gồm có 2 hộp, và cái olay này là dưỡng da rất là tốt. Trong video chỉ là một số sản phẩm tiêu biểu mà Suka chia sẻ trong đợt giảm giá trong tháng 11 này. Và còn rất là nhiều sản phẩm như là cái chocolate và cái rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng khác. Mọi người có nhu cầu thì là liên lạc trên fanpage là Suka Hàng Mỹ để biết thêm chi tiết nha. Suka cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Suka hẹn mọi người trong những video mới tiếp theo nha. Bye bye.